chết rồi. Có cái đồ cạo không? Nhưng mà cái này á, mỗi cái đồ cạo cạo liền có. Ờ, cạo được, cạo được. Vấn đề là cạo được á chị. Là cạo được, em tự cạo luôn. Không, lâu em ngủ quá em. Cạo. Sao anh bị Linh nói đúng với em ghê. Người nước ngoài cũng đẹp vậy, nhưng mà người Việt Nam đẹp theo cách dịu dàng khác. Cát Tường và Quỳnh Linh xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vừa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Tôi rất vui được gặp lại quý vị, và đặc biệt vui hơn nữa là chúng tôi sẽ làm mai mối cho hai cặp đôi trong ngày hôm nay. Còn thành công không thành công tôi chưa biết, nhưng mà mong rằng nó sẽ thành công. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên, xin mời quý vị. Cho bàn xuống. Em thích đi cà phê động vật thì tình. Cà phê động vật là sao, nghe lão vậy? Xin mời chàng trai của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Dạ. Chào bạn ơi. Bạn tên là gì? Dạ chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Phạm Quang Kiệt, hiện là hướng dẫn viên. Chà, để hầm râu thấy ghét ra. Bạn để giống người nước ngoài quá nha. Có ai nói như vậy chưa? Dạ có, mấy lần em đi tour đi qua Thái hay Indo thì mỗi nước em đều có một cái quốc tịch riêng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo, 23 tuổi, đến từ Long An. Em đang là nhân viên văn phòng. Mình làm công ty nào em? Dạ em công tác ở công ty Safaco, công ty dược Sài Gòn. Mình làm trong bộ phận nào? Dạ em làm bên bộ phận dịch thuật. Dịch thuật? Dạ. Dịch tiếng thì tiếng gì em? Tiếng Anh đó chị. Một bên là hướng dẫn viên, một bên là dịch thuật tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng bạn là một con người thoáng, rất là thoải mái, rất là năng động sáng tạo, bởi bạn là hướng dẫn viên du lịch. Tôi thật sự đến giờ bây giờ tôi vẫn không tin là bạn chưa có người yêu, bởi vì nhìn bề ngoài thì bạn cũng đẹp trai đấy, lịch sự đấy, sang trọng, mà đi nước ngoài nhiều nữa. Dạ tại vì không phải là em không có người yêu, mà là trải qua cũng được ba mối tình rồi. Nhưng mà thì dạng như là trước kia là thời đi học thì còn trẻ con, rồi sau này đi làm thì do em đi nhiều quá, tại vì những ngày lễ hay là Tết thì em không có ở Việt Nam thôi, thành ra là có những cái sự không có thông cảm được. Thì có người nào nói mà mặt bạn kiểu phản diện quá thành ra người ta không thích đâu? Dạ thì em thì tính cách thì hơi lạnh lùng, nhưng mà thì tiếp xúc rồi thì mới biết là người sống tình cảm. Rồi từ nãy giờ nghe bạn trai bên kia chia sẻ vậy thì em cảm nhận như thế nào? Em cũng hơi tò mò. Hơi tò mò phải không? Họ dạ. Tò mò với đối tượng bên kia bức màn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh ấy thì nói là anh đi như vậy vào những ngày lễ Tết thì anh thường không có mặt ở Việt Nam. Thì dạ. Em có chia sẻ được những điều đó không? Mình thấy mình có đồng cảm được những điều đó không? Dạ thật ra là chỉ cần làm cho em cảm giác là yêu thì ở đâu thì em cũng sẽ hướng tim về đó. Câu này được ha, câu này hấp dẫn đấy. Bạn cần điều gì ở người bạn trai của mình nữa? Dạ em cần sự chân thành, chia sẻ với nhau tất cả những cái điều mà niềm vui nỗi buồn đó. Thôi bây giờ cái từ em hỏi luôn đi, bây giờ tiêu chuẩn bên đó như thế nào? Rồi bây giờ để em anh mong muốn hỏi luôn để mình em mong muốn một người làm đàn ông cho nó nhanh như thế nào? Dạ đầu tiên là về ngoại hình á, thì chỉ cần cao 1m7 trở lên thôi, em không cần nhiều. Cao ít quá ha. Gọn gàng, nhìn dáng thể thao chút, thích động vật. Thí dụ như em thích đi cà phê động vật á thì nó hưởng ứng nhiệt tình. Cà phê động vật là sao, nghe lão vậy? Là cà phê trong đó nó có mấy con chó với con mèo đó anh. Tức là vô đó toàn là chó với mèo không hả? Mình được nựng với con chó con mèo đó. Người ngồi kế bên không nựng thì nựng chó mèo chi trời. Dạ biết quán cà phê đó. Ở đâu vậy? Trên mạng. Trên mạng hả? Bạn trai. Bạn thích người bạn gái của bạn như thế nào? Hiền. Hiền. Nhìn dễ thương. Cái này ai cũng muốn hết trơn á. Với lại quan trọng là biết chăm sóc bản thân. Nữa. Vậy là hai người lấy nhau, mỗi người tự chăm sóc bạn luôn. Bạn hai nấy chăm sóc. Rồi sao nữa? Biết chăm lo cho gia đình, biết thương người. Dạ. Thì đơn giản quá. Bên đây chó mèo còn thương, không lẽ người không thương?
Nhưng mà khuyết điểm của bạn là gì? Có phần hơi nóng tính. Nhưng mà tại vì những lúc nào mà em căng thẳng thì đừng có ai mà hỏi gì. Nhớ nha, nhớ nha. Đừng có hỏi gì nhiều nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Rồi bây giờ để tôi coi nè. Khuyết điểm nữa anh thấy là như ông cụ non vậy đó nha. Khẽ măng mà để râu dài. Chào chị. Trời ơi, cái gì vậy? Đặc biệt lắm nha. Chị sốc hàng vậy? Này, để được bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi chị. Tại vì hồi xưa là em mê theo cái ngành điện ảnh. Thôi chị, như này được rồi, bỏ này đi. Cái độc quyền chị. Để ấn tượng. Cái này mà cái này vô điện ảnh đóng vai cướp hay lắm mà. Cướp hả? Dạ, anh cướp á. Hy vọng là em sẽ đóng được cái vai mà dạng cướp. Thôi nhưng mà cũng được đó, em đứng là có cao không? Cao 1m7 không? Thôi, cao hơn người Linh đúng không ạ? Em giỏi, em biết mấy bao nhiêu ngôn ngữ? Dạ, tiếng Anh. Tiếng Anh thôi. Tiếng Nhật biết sơ sơ. Sơ hả? Tiếng Việt biết không? No. Đâu chặt chém nổi với tôi là nó không rành tiếng Việt. Trời ơi. Cũng được em. Nói chung là nó cũng hơi ngộ ngộ chút xíu. Kỳ kỳ. Gì ngộ? Trời ơi, chị thấy kỳ kỳ rồi. Chị đâu biết là chị thấy ngộ rồi, chị nói ngộ chứ giờ. Nghĩ sao người ta nói ngộ? Thì tôi thấy ngộ, tôi nói ngộ à. Trời ơi, anh sao em kỹ như vậy? Nhìn đôi mắt thôi. Em không thích cái điểm nào ở người đàn bạn trai của mình nhất? Dạ có râu. Chết rồi, có đồ cạo không? Nhưng mà cái này á. Mới có đồ cạo, cạo liền coi. Ờ, cạo được, cạo được. Vấn đề là cạo được á chị. Là cạo được, em tự cạo luôn. Không lâu em ngủ á, em canh ngủ em cạo chị. Để em râu với mẹ anh. Bên đây á, bên đây vừa vừa thôi anh. Đặc biệt rồi, bên đây có hàm râu đặc biệt không? Bên kia đặc biệt đôi mắt. Mắt là giống Lương Bích Hữu. Bên kia anh dễ thương, anh hiền nhưng mà hơi cụ non chứ thôi ha. Anh nghĩ rằng là hai người hợp chung cái tính là nói tiếng Anh giỏi thì thôi, chúc hai người nói tiếng Anh nên chị có tường không biết gì hết vậy thôi. Làm như là tường không biết, cái Quyền Linh biết vậy đó. Anh tiếng Anh anh giỏi lắm á, anh là có bằng English for Children đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cho hai bạn gặp nhau. Nhớ nha, cái vụ đó từ từ đừng có căng nha, thấy đừng giật mình về nhà canh ngủ cạo chuẩn bị tính thời. Chị thấy là cạo chắc rồi đó. Qua đi. 2 phút bắt đầu. Rồi em. Chào anh. Anh có dạ. Thích mấy cô gái Tây không? Nói chung thì anh chưa tiếp xúc, thành ra anh chưa có trả lời con này được. Dạ. Sao tiếp xúc hoài mà sao chưa được? Không, tại vì em tiếp xúc là phần nữ châu Á là nhiều anh. Anh thấy họ đẹp không? Anh thấy người Việt Nam là đẹp. Vậy hả? Cạo. Sao anh Việt Linh nói đúng với em ghê. Người nước ngoài cũng đẹp vậy. Nhưng mà người Việt Nam đẹp theo cách dịu dàng khác. Em có hay đi du lịch không? Dạ, em cũng thích. Em thích đi du lịch. Xa nhất của em là Hà Nội thôi anh. À, em chưa đi ra nước ngoài. Dạ chưa, em chưa có dịp đó. Chờ anh dẫn á. Anh dẫn đi. Anh đi là không tốn mà anh bút cái ghế xúc cho em. Gì ghế xúc của em làm sao? Không, máy bay không có ghế xúc. Có ghế bếp không anh? Không, chỉ có một cái khoang thương gia với khoang phổ thông thôi. Nhưng mà nếu ấy chắc là phải khoang hành lý. Thôi hết giờ. Rồi, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Chúng ta quyết định hẹn hò với nhau hay là không. Để tay vào nút bấm đi bạn. Sau đây. 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. 1 2 Và 3 Chúc mừng hai bạn. Nào em chứ không thích râu mà nhìn không có bất ngờ hả? Em tưởng tượng ra cái bộ râu ở trên đây nè, nhưng mà ai ngờ không có, em cũng mừng. Cái râu này có cạo không hay là để? Thôi cạo đi anh. Thôi cạo đi anh. Em cũng thấy anh cạo đi anh. Hai người có thể nắm tay nhau để cảm nhận về buổi đầu tiên ta hẹn hò. Mời hai bạn. Từ từ đi anh, em thích vậy nè. Hả? Em thích vậy hả? Anh lên, em thích vậy, anh lên. Cái này còn quá cha nắm tay nữa. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn sẽ đi đến một con đoạn đường dài hơn nữa với nhau. Và bây giờ mời hai bạn chờ trong giây lát. Chút xíu mình sẽ xem cô gái kia tên gì nha. Dạ. Bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị.
Chị tên là gì? Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Em tên Trịnh Thị Tám, năm nay 39 tuổi. Hiện chị Tám đang làm gì? Chị thoải mái đi, đừng có run. Dạ. Dạ. Chị làm gì? Em lập công viên cây xanh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Ủa là cụ thể công việc mình là là chăm sóc cây kiểng. À dạ. Anh bên kia chưa có giới thiệu tuổi á. Em 46 tuổi. À, 46 tuổi. Anh có trải qua cái mối tình nào chưa anh? Hay có gia đình gì chưa anh? Chưa anh. Chưa luôn. Cái hồi trước chuẩn bị đi nghĩa vụ thì có quen người bạn gái mà hẹn 3 năm nghĩa vụ về cưới rồi chưa có mãn 3 năm nghĩa vụ cô đó có chồng. Rồi thôi. Thì vậy thôi giận không lấy ai luôn. Về rồi lo làm ăn rồi không có nói gì tới vợ con. Anh làm bảo vệ thì ngày nào cũng có nhiều chị đi ra đi vào rồi mình có để ý ai không anh? Tại vì đi làm bảo vệ không có quen công nhân được mà cũng không có quen nhân viên văn phòng được. Mình quen nhân viên văn phòng là người ta nói mình đạp chân với nhau, hàng hóa vô ra mình cho phép, vô ra mình không chặn lại. Mình mất lòng tin mình không làm việc được. Còn những mình quen công nhân thì cũng vậy. Chị ơi, chị làm ở chỗ cây xanh là lâu chưa? Dạ em làm 12 năm rồi. 12 năm? Dạ. Em xin hỏi là chị đã có gia đình lần nào chưa vậy? Chưa. Vậy chị có mối tình nào chưa? Có một mối tình. Dạ, dạ. Mình cách đây bao lâu rồi chị? Cách đây 5-6 năm rồi. Thế trong công việc chị làm tới 12 năm vậy chắc là cũng đạt được nhiều thành tích lắm hả chị? Dạ, cũng được phụ nữ hai đảm đang 5 năm liền. Hai đảm đang 5 năm liền? Dạ. Còn một đảm đang nữa chuẩn bị lấy luôn nha. Chị, nhưng mà tại sao ở trong chỗ làm việc không có người nào vừa với mình hay sao chị? Cũng có nhưng mà tại không có duyên. Thế chị, ưu điểm của chị là gì? Ưu điểm của em là giản dị, vui vẻ. Dạ. Dạ ít nói. Bây giờ thật sự chị có đã muốn lập gia đình chưa? Em cũng muốn gặp người đó nếu mà phù hợp với mình. Biết chia sẻ như thế nào là phù hợp. Người đó cao trung bình. Dạ. Gọn gàng, không da không đen, tóc không quăn. Tại sao vậy? Tại vì mình tóc quan mình không thích người đó. Mắc tóc gì quan. Mà da đen mà không nhưng thích. Nhưng mà da đen có sao đâu, Quyền Linh đen thôi lùi kìa chị. Tại em da cũng đen. Đàn ông lại da trắng tươi. Vậy chứ bây giờ chị thích mẫu người đàn ông của chị, lý tưởng của chị là như thế nào? Hài ước. Hài hước là gì nữa? Trung thực. Và có trách nhiệm với gia đình. Hồi xưa giờ chị có hôn ai bao giờ chưa? Ôi chưa. Chứ mối tình hồi xưa không có hôn nhau hả? Có người ta hôn mình à. Người ta hôn mình là coi như là cứ là hôn rồi. Bên kia đưa ra ý kiến vậy anh thấy mình có phù hợp không? Thì em cũng đáp ứng nhu cầu được 50. Ủa sao có 50 hả? Tại vì cái hài hước mình lớn tuổi hài hước không nổi. Chứ hồi em trẻ thì em hài hước chứ lắm chứ bây giờ lớn tuổi U40 lên con người thắng lợi rồi không có linh hoạt nhạy bén như hồi thanh niên nữa. Nhưng mà tiêu chí của anh là tìm người yêu chuẩn mực ra sao? Em tìm người yêu là thật thà, thẳng thắn, trung thành, trung thực, tiền tài thật thừa, tính tình từ thiện. Hay nha, cái này là suy nghĩ lâu lắm phải không? Thuộc luôn hả? Dạ, trước khi em đi em phải làm công tác chuẩn bị cũng hơi nhiều anh. Chuẩn bị gì anh? Nhiều câu thơ lắm. Có thơ nữa hả? Rồi đọc thơ luôn. Người con gái mà anh thầm nhớ, thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu, anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Anh thương em thương từng cử chỉ, miệng em cười có ý anh thương em dành môi đỏ thắm, mái tóc dài ống ả ngang vai. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ, có những lúc gục đầu trên trang vở, bút vô tình lạc lối với tên ai đó sáng ngời trên trang giấy. Suốt cuộc đời sống mãi hồng anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Anh làm thế lâu chưa vậy? Sao thuộc lào luôn vậy? Chuẩn bị lên chương trình này em chuẩn bị đăng ký, em phải đặt trước rồi. Tức là làm trước khi thi chương này đúng không? Dạ. Có đọc cho cô nào nghe chưa? Chưa. Chưa phải không? Hàng còn riêng luôn á. Hàng riêng á? Họ còn hình chưa lịch em luôn. Thấy phù hợp với mình không? Thấy phù hợp với em. Hiện tại là chị ở với ai? Là em ở với chị gái. Hôm nay chị mình đi, dạ. Chị gái mình có đi theo có, không? Có cô với chị với cháu nữa. Dạ em chào chị. Chị ơi, nãy giờ chị đi theo, chị ngồi dưới đó, chị nhìn thấy anh bên kia sao chị, được không chị? Nói chung cũng được. Dạ được hả? Chị thấy bài thơ của ảnh ổn không chị? Quá tuyệt vời. Dạ chào cô. Cô ơi, cô thấy cái anh bên đó được không cô? Cô thấy là được. Dạ. Hiền lành, chân chất mà cũng mạnh khỏe. Dạ. Nhưng mà thơ thì đọc hơi nhanh quá, thành ra cô chỉ được nghe có em và thương thôi. Nhưng mà em và thương là đủ rồi. Dạ. Em và thương là quá đủ rồi. Cháu gái tôi thì cũng đầy đủ là thật thà, dạ.
hiền lành, chịu thương, chịu khó. Mà rất kém. Dạ. Nói về vài câu với cô đi. Con cũng cảm ơn cô và chúc cô mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Để qua coi mặt bên đây coi sao. Chào chú xíu nha. Cô là ưng rồi đó. Trời. Chị. Xứng không? Xứng. Hồi nãy làm thơ giật mình luôn á. Nói gì ngồi kế bên cô tóc dài, anh sợ hôm nay tóc ngắn. Mà thiệt dài thiệt cũng dài. Cái này dễ thương chân chất lắm. Dạ. Có điều hay xét phụ nữ đi ra vô cổng thôi. Đó là công việc của người ta mà, trời ơi. Thật ra từ nãy giờ em nghe anh bên kia em chưa thấy mặt ảnh á, nhưng mà cái cảm nhận người phụ nữ của em là ảnh rất là hợp với chị. Cho nên là em mong chị phải bớt xuống một chút xíu, mình có kén nữa. Cô cũng nói chị kén luôn kìa, thấy không? Trời ơi, mình 39 tuổi rồi mà, tại không có phù hợp với mình. Trời ơi, sao là... phù hợp bây giờ chị? Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của chị là như thế nào nè, để em qua em xem mặt ảnh nè. Dễ hình dung. Anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh. Trời ơi, cũng lạ, cũng lạ. Hoài Linh hay là Quyền Linh? Hoài Linh. Anh làm với ai cũng thích anh vậy á. Hoài Linh là cao, rộng rộng cao. Anh hát hay, ca sĩ đa tài, hát hay. À, thích anh Linh và anh đa tài. Vậy là gu này là gu cây xanh luôn rồi. Bên này cũng ốm như anh Hoài Linh vậy đó. Đứng, anh đứng lên em coi cái anh. Coi giống cây xanh không? Trời ơi, cũng... Hai cái giò này cũng chữ lắm rồi nha. Anh có biết hát không? Có mấy em ca khúc à. Khúc gì? Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà. Rồi, chơi luôn. Vỗ tay. Đứng diễn tả đâu hoàng, diễn đàng hoàng. Trời ơi, bởi sắc lơ giữa chiến trường đành thọ tiễn nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Diễn nhà Tường kìa. Bạn tình ơi. Bạn tình ơi, đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Diễn bên kia kìa. Thì để người ta hát. Thôi ta, em tạm thời vậy đi chơi. Dạ, sao tạm thời được? Dạ, hồi đầu vô hơi lạc nhưng mà cuối cùng về đến đích thành công. Nói với mắc cỡ thôi. Rất là dễ thương, em thấy hai người rất là hợp nhau và ăn thua hai anh chị nữa thôi đó. Ăn thua thôi rồi. Rồi. Do hai người gặp nhau đi ha. Chuẩn bị. Kéo màn. 2, 3 kéo màn. Hết hơi xong vô. Chuẩn bị. Chào em. Dạ. Người con gái mà anh thầm nhớ thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu. Anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ. Anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Chút viết cho tôi tối giờ tôi đọc bây giờ tôi nghe đó. Bây giờ em ở đâu, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Nhà anh ở đâu ạ? Quê của anh Long An, Trung Dũng, Kiên Cường. Vậy hiện tại giờ anh ở đâu ạ? Hiện tại ở trọ làm bảo vệ ở quận Bình Tân. Hỏi cái này nha, xin lỗi nha. Anh có chuẩn bị khi lấy vợ gì, có đất đai nhà cửa gì không? Nói chung thì em có đất dưới quê á, nhưng mà nếu mà trên thành phố này làm ăn được thì em cũng ở thành phố làm. Nếu mua đất được thì mua, không mua cũng ở trọ lên thành phố làm cũng được. Nhưng mà muốn về quê thì cũng được. Dạ. Chuẩn bị tiền xây nhà chưa? Có, chuẩn bị qua sang năm cắt anh. Rồi cắt hả? Rồi chuẩn bị tiền lấy vợ chưa? Có sẵn rồi. Rồi xong. Làm công tác chuẩn bị sẵn hết anh. Thôi anh cảm nhận thế nào về chị ấy anh? Thì cảm nhận là em rất là thương. Dù em có điếc anh cũng thương. Hả? Anh rồi. Thương em tha thiết, dù em có điếc anh vẫn thương. Câu lạ nha. Anh có, em có nhu cầu hai cái dòng sau nữa, nếu mà đậu thì mới là được đội tuyển Pháp, còn không đậu là đội tuyển Brazil á. Mà sao? Là em còn hai cái yêu cầu nữa mới vô vòng chung kết được, nó mới có vòng bán kết thôi. Yêu cầu gì nói luôn đi. Giờ yêu cầu thứ nhất là nhắn nút đỏ, yêu cầu thứ hai là phải dùng đắp tình yêu là đến ngày đám cưới. Yêu cầu thì dễ rồi. Giống người trong mộng mình nằm mơ chưa? Giống luôn. Giống luôn hả? Y xì luôn. Y xì luôn. Y xì luôn. Y mi luôn. Cưới liền không? Cưới liền chắc cũng vài tháng. Tại vì làm công tác chuẩn bị mời khách đồ này kia cũng vài tháng. Giống Hoài Linh rồi đó. Vui không? Vui hả chị ha? Cô cái này cô nói thêm vô giùm nha cô. Cháu cô khó quá. Cô nói gì đi cô. Cứ bước đầu là cảm mến nhau được rồi. Xong rồi sau hai người gặp hai người riêng à. Lúc bây giờ tâm tư hay là gì thì là khác thổ lộ. Ừ, đấy. À, cảm ơn cô. Đó. Cô cũng muốn động viên thấy không? Cái hẹn hò trước ha. Rồi, bây giờ nói một câu gì trước khi bấm nút. Câu cuối cùng. Ví dụ như bây giờ anh thương em, anh định cưới em trong năm nay em chịu không?
cho thời gian mình tìm hiểu sau rồi em trả lời. Chứ bây giờ thời gian là bao lâu chị? Thì khoảng từ 3 tháng đến 1 năm. Được không anh? Được rồi. Được hết anh ha. Rồi, hết thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm nha. Đây là cái nút chuẩn nha. Chuẩn bị anh chuẩn chị bị nghĩ, ha, nút nha. Nếu đồng ý hẹn hò với ảnh thì mình nhấn nút nha chị nha. Sau 3 tiếng đếm của em nha. 1 2 3 Ta bấm nút nha. Bước đầu là được rồi đó. Hai người nắm tay cái coi. Rồi em. Kêu nắm tay chứ kêu tay. Nắm tay luôn, nắm luôn. Rồi, thấy rồi. Trời ơi trời. Thấy cảm giác xanh nó truyền truyền hơi ấm thì sao? Truyền hơi ấm mà nghe cũng hơi rằn rằn trong cái trong người. Làm gì rằn rằn như vậy? Nghe nó rung động trái tim á, nghe nó thương quá nó rung động trái tim. Thương lắm hả? Bây giờ em hỏi chị tại sao chị lại đồng ý nhấn nút với ảnh? À, em cũng thấy có cặp tình chút xíu như vậy là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng rồi.